hay gạt mưa, hay lơ Germany Model Hybrid. Con này là size HQ 326, HQ 326 và HQ 318. Đấy, size gạt mưa của nó 650 và 450. Ok, nó xe VinFast Lắc A phiên bản mới nhất, ngày hôm qua bên mình hay gạt mưa hay lơ. Xe anh nó có một số vấn đề gạt mưa cũ và thay gạt mưa mới của Hayler, mã favorite. Ok, Phong dừng lại đi cho anh xịt nước của anh đi. Ok, gạt rất là sạch. Cam Việt Nam sẵn sàng ghi hình.